Có bị lỡ lét gì không cô? Có lỡ được một cái là cô sửa soạn hết mà không có lỡ rồi gì. Ồ, mà đào ảnh thì cái ngành là viết tuổi họ siêu sống luôn luôn. Ôi dòng cứng đơ rồi trời ơi. Trang một đứa con như vậy, ui sao có xương sống, sao nó bị nó bị cao theo cái hướng này luôn cô hả? Chẳng biết cho là ai mà mẹ là ai luôn, không biết ai hết. Dạ. Chỉ dạ. Làm biết ra. Cảnh sao? Ở đây em đã là co giật cứ rồi chuyển là cũng co giật. Khóc không? Khóc đa cũng khóc. Con gắn nó biết được. Rút con. Đa hàng cũng khác thế là quậy ở bằng cổ là rương rưa chứ không có hái được. Gia đình khó khăn của chồng mà đã câu đa cùng mình cô sang sữa mà cô cũng đa thành kim tụ. Dạ. Có là mua có ốp thôi mà cô phải rót lên lộ biết cái chữ vợ cảnh khó khăn quá cô không có sang sữa nổi. Dạ. Dạ, Hải xin chào tất cả quý vị. Hiện tại thì Hải đang ở thôn Dương Trung, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam quý vị. Hôm nay Hải đến thăm một hoàn cảnh gia đình rất là đáng thương. Bố thì bị ung thư gan giai đoạn cuối quý vị. Còn có một đứa con thì bại não, nằm một chỗ 22 năm quý vị. Một đứa con trai thì học rất là giỏi nhưng mà không có điều kiện để đi học. Thì hôm nay Hải đến thăm hoàn cảnh gia đình và cùng chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả của kênh Cuộc sống miền Trung cùng theo dõi ha. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng vào bên trong nhà để cùng Hải theo dõi câu chuyện ha. Xin mời quý vị. Dạ, con chào chú. Dạ, con chào cô. Dạ, con cũng nghe có hoàn cảnh gia đình của chia sẻ của một khán giả của kênh con đó. Con cũng nghe nói hoàn cảnh của chú rất là đáng thương. Chú thì con nghe nói là chú bị ung thư thư gan hả? Còn viêm dạ già, suy tim mà. Trong mà hiện nhiều bệnh lắm. Dạ. Đắt lớn lắm mà. Dạ. Trong bộ làng nó muốn hết chỗ này. Dạ. Nói chung là nội tạng của chú bây giờ là bị hết rồi hả? Bị hết rồi. Còn có một đứa con trai thì con nghe nói là học rất là giỏi cô ha. Con của cô là đang ở trong phòng luôn ha. Ở trong phòng. Ôi, cô đấy ha. Cô lớn đó ha. Em chứ cô... em hả? Thằng bệnh đấy là anh. Dạ. Bút nó em. Dạ. Ở đâu con vô con xem. Ở đây có điện đó cô hả? Có điện đó. Ui, em đang nằm ở phía trong này luôn á. Đều đang đút nước cho anh uống hả? Ui trời tội, không thấy gì. Tối quá. Đây là một chỗ 22 năm rồi đó cô hả? À, một chỗ luôn đó chứ không có đi lại được chi được hết, là một bề luôn. Không có đa, giật co, giật rồi đủ thứ hết trơn rồi nó rút vào đó. Dạ. Trời ơi, tội. Dạ. Ăn uống thì ăn bột chứ cũng không có ăn thứ gì được hết. Dạ. Nhà bo bữa là bo chút bột nữa thôi chứ còn không có ăn có vạt được cái chi hết trơn nữa đâu. Dạ. Nam đi 20 mấy năm rồi đó. Này 20 mấy năm rồi đó cô hả? 20 mấy năm rồi, từ từ mới sinh ra miết trời luôn đây. Dạ. Bị bẻ nổ nặng cái thôi đem về học rõ về cái thôi làm miết đó luôn rồi. Dạ. Rồi cô cũng mua thuốc mua đồ cho uống đồ chừng nữa là ăn đỡ khác còn không là thằng khóc cỏ ngà cỏ đêm hồi nhỏ nữa là khóc cỏ ngà cỏ đêm luôn rồi. Dạ. Khóc miết rồi đó rồi xa này mới lớn lần rồi mới đỡ đó. Dạ. Chứ còn trời. Không thôi cực khổ kinh lắm. Khổ thì 22 năm chăm sóc là em nói anh là một quá trình đó thôi. Quá cực khổ. Ủa mà trong này tối quá có thể là mình bồng em ra ngoài được không cô? Bồng được chứ. Để cô bồng ra ngoài. Dạ. Trưa lại là bồng ra ngoài nằm trưa là ngoài nằm ở ngoài cho mát. Trưa ra ngoài. Trong này nằm. Ui mà sao em cứng đơ luôn rồi đó hả? Cứng đơ phải bồng phải bồng bị đai không có bồng ấy được. Đi bồng nó bị đai để cái cổ chân phì. Ôi trời ơi. Ủa mà sao cái lưng hình như bị cong một bên đó cô hả? Vậy cua một bên luôn rồi đây. Còn chân thì nó bị cứng luôn rồi cô hả? Rút từ hồi nhỏ thì luôn chứ không có quậy gì được hết. Dạ. Nào rút lại luôn rồi. Dạ. Ta là quẹo đồ hết luôn. Dạ. À, ta đồ cũng quẹo đấy. Ôi trời ơi. Ừ, đây đây chứ không biết. À, chắc Tư là nằm đây đó cô hả? Chưa là thầy nằm cho ông mốt. Dạ. Chứ không. Ta nằm đây đây. Quẹo cua quẹo lại chứ không. Cổ nằm cũng không được thẳng cô hả? Không thẳng, cái cổ quẹo huyết rồi đó chứ không, chân già thì rút cao người luôn rồi đó. Ôi trời. Người ta rồi chi cũng cù cao hết rồi đây. Ôi mà cái đầu ảnh cổ nghiêng lên với tranh vậy cô hả? Cái đầu không quẹo cái cổ luôn biết đó, cái cổ không bị quẹo luôn rồi. Dạ. Không lạc được cô luôn, không. Bởi vì cái lưng hình như là nằm nó vẹo luôn hả cô, hay là nó bị sẵn vậy cô? Cái lưng nằm vẹo rồi lục rồi đó chứ không biết. Dạ. Đường cô cũng không biết đường rồi đó luôn rồi đó. Bất gì chứ. Dạ. À, cái họ nói người sống người thực vật kia đó cô nghe nói rồi đó cũng. Dạ. Chỉ đút hắn là hắn an, còn không thôi hắn cũng làm biết đó rồi chứ còn hắn cũng không biết đi luôn. Ừ. Đút an hay đến bữa mình cho hắn an thì an, còn mình cho hắn uống thì uống. Rồi đó là thôi, còn ra bao ngày là cô phải bơm đít không bơi đây cả. Còn dạ. Không thôi hắn cũng không đi được luôn. Đấy, đây này. Nhìn thấy khổ thật ha. Cái này đúng là cảnh sống, người sống mà thực vật này. Bởi vì không biết gì mà không nói, không năng, không hiểu, không gì trơn mà đúng không cô? Một khi luôn. Dạ. Biết. Dạ. Con nghe chú là chú bị ung thư là lâu chưa chú ơi? Chú bị 2 năm rồi con. 2 năm rồi, chú bị ung thư gan rồi đó. Gan. Dạ. Đầu tiên thì nó im ra chưa từ nẹo không rồi. Dạ. Quay đoạn cuối rồi. Dạ. Rồi không biết chứng đủ bệnh đang lách lớn rồi bị viêm dạ già. Rồi đa khớp lùm sút người càng phải chục ký. Dạ, nhìn chú ốm mà da chú vàng ấy, hình sao? Dạ, để chú ngồi xuống đây luôn rồi con nói chuyện với chú ha. Con ngồi bên kia, chú ngồi bên kia đi, con ngồi gần đây, con nói chuyện cho biết cả. Còn cô ra xuống đây ngồi. Đứt ruột, nhìn cảnh phải nói rất là đáng thương. Anh nghe nói là em được học sinh giỏi mười mấy năm nay rồi hả? Dạ, em làm nhỏ từ học sinh giỏi mỗi năm không được à? Mỗi năm nào cũng được học sinh giỏi. Dạ, cũng 11 năm rồi. 11 năm được học sinh giỏi rồi. Anh cũng nghe hoàn cảnh gia đình tuy là khó khăn như vậy quý vị, nhưng mà em đây học rất là giỏi quý vị. Được học sinh giỏi đến 11 năm là 11 năm học sinh giỏi. Nói gì cô hả? Có nói gì không cô? Không. Đọc nữa. Dạ. Có nói được có chị hết trơn. Dạ. Mình đến giờ làm hết buồn. Chẳng biết cho là em, mẹ là ai luôn, không biết ai hết. Đọc mới cười. Chỉ dạ. Làm biết rồi đó. Đến bữa thì cho ăn thôi. Dạ. Chú ơi, chú cho con xin cái mà giấy tờ mà mình bị án được không chú? Rồi. Dạ. Dạ. Đây con. Ôi trời, cái này là em thấy như thế này là chú là bệnh thì chắc cũng không đủ loại luôn quý vị. Có nhìn cái sách hồ sơ mà đều bị bệnh án này quá nhiều luôn á nhìn. Đây là tính tác này. Dạ. Đây là cũng còn bệnh Sài Gòn về đó. Dạ. Rồi mình rẽ nằm đó ở đây cũng tiền không mà. Dạ. Trời ơi cái bệnh xong là bệnh này. Đại tràng xích môi hả? Mà xích môi rồi. Còn Quốc sao giấy khen ở đâu cho anh xem thử? Có giấy khen, học có giấy khen chứ hả? Ở đây quý vị ơi. Bố thì rất là nhiều bệnh án, còn con thì rất là nhiều giấy khen này. Hãy thấy chồng giấy khen luôn quý vị ơi. Giấy khen này. Châu Học Quốc, trường trung học phổ thông Bắc Trà My. Học sinh giỏi ha. Rồi. Cái này con đóng vô cái bảng treo cho đẹp. Môn toán quốc gia hả? Cái gì? Môn toán. Học sinh giỏi cấp trường này. này, lớp 9 này, lớp 10 này, học sinh giỏi này. Rồi, dạy nhắc môn toán luôn này, lớp 10. Nói chung là thấy học sinh mà giỏi mà lớp 10, 11 trở lên cấp 3 là rất là khó được học sinh giỏi đó. Nhưng mà em được Quốc thì trung bình môn vừa rồi Quốc được mấy phải Quốc? Dạ, năm nay em có đang 9.1. 9.1 hả? Dạ. Vậy là xuất sắc rồi. Dạ, cũng tạm tạm. Tạm tạm. 9.1 là trung bình môn hết nhá. 9.1 trung bình môn. Năm nay em kỳ 1 9.1, kỳ 2 rồi 9.2, còn năm 9.2. À. Cũng thành xuất sắc. Rất là xuất sắc rồi chứ. Dạ. Trời sao học giỏi cô. Học như vậy là học rất là giỏi đó cô. Học đó mà trời cô hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn quá, không biết ra mà nuôi lo cho nổi, cho nên không biết, cũng nhờ cộng đồng bọn rồi quan tâm giúp đỡ giùm chứ chắc học không lo không nổi thì phải nghĩ chứ trời chồng đã con bệnh rồi không biết đó, cô không có hoàn cảnh thì khó khăn quá. Dạ. Trời ơi. Không biết làm ra hết trơn. Nhìn rất là đáng thương quý vị ơi. Ảnh nằm hình như ảnh nằm mệt quá rồi, coi cũng trường người đó cô ha. Chắp miệng biết hả cô hả? Đói bụng hả? Rồi trời chắc đói bụng rồi, thôi con xuống con lái bột lên cho anh ăn. Ảnh là cái chắc ảnh cũng hay ăn ít nhưng mà chắc cũng ít nhưng mà cũng ăn chừng chắc đói bụng không rồi. Sao giờ anh cứng ngát rồi đó cô hả? Cứng ngát rồi đó chứ không biết rồi chứ từ không rồi đó. Đến giờ là chắc anh đói bụng rồi đó. Chùa ăn bột con lít này cô? Ăn bột con lít. Bột 6 tháng tuổi. Dạ. Ăn uống cực lắm cô. Ăn uống người khổ lắm. Khó ăn lắm. Quỵu biết cái cần cổ lạ mà. Nút được không có hoa là... Nút được. Nút là ngoài bên kia mới nút được này. Ngoảnh biết rồi. Tội thì có cái gì. Có nút này. Nút vừa vừa cho anh ăn. Ngoảnh biết rồi. Con cô nhìn đứa con trai này cũng hiền quá ha. Đứa... Nguồn lắm ha. Cái chân thôi. Anh đói bụng mà đúng là anh nút nhanh này. Nói chung là biết nút thì là cũng biết là đây có những người họ bị thực vật như vậy đó là không nút được luôn đó. Đúng là chớ là. Đúng là chớ là. Có những người là bơm luôn đó cô. Thì đút được có một cái đi cào cô đó chật giữ đi cào là khổ kinh lắm, bơm rồi ngồi đó giữ miết rồi chứ khó ly kinh lắm. Có gì cái cổ quẹo biết rồi á. Cha em này còn khổ hơn cha em con nít nữa nhỉ. Ôi khổ lắm. Con nít còn bồng bế để đi cào cực hơn nữa, đi cào còn cực hơn nữa, cào hổ bơm. Bơm rồi ngồi giữ miết nó rồi cho dễ chi. Đút ăn đây còn dễ ra. Đào hả mày? Thôi để cha em đút ăn đi nè, xong rồi mình nói chuyện tiếp. Đói bụng mà đến giờ chắc ảnh cũng rồi cháp miết cái miệng. Cháp miết miệng đó. Cha em hay mà ăn nhiều cũng nhiều nên là giờ đấy cũng làm gọn quá hiện. Cho anh ăn biết mà chơi trừ làm ra. Cho anh biết. Ăn xong là uống nước à. Rồi. Nói giọt chứ không là bị sạc đúng không cô? Sạc chứ nằm ngửa sạc là nguy hiểm lắm. Nằm ngửa làm nữa mà phải lúc từng dầu màu. Chứ không là ra được. Trời ơi mà 22 năm ha. 22 năm là đúng là một. Hồi đứa họ đó bác sĩ ở bệnh viện Tâm Kỳ nó hắn sống cỡ 24 tháng. Dạ. Không ha, sống biết tiếng trừ 20 mấy năm rồi đây. Dạ. Với lại nó được nhờ chị cũng lo sữa chăm sóc hắn kỹ, chứ không là hắn cũng đi mất rồi. Yeah. Mà thì chị thấy tội nghiệp quá, đi về phải rón đi lồn kiếm tiền về mua sữa, mua bột, mua bô bi, mua bơm đít. Dạ. Yeah. Là năm ngó trừ ẩm ra luôn rồi thôi, nó thì khổ quá rồi nó. Yeah. Ở xóm nó không nó thôi để em đang đây nha, đây nha, có cây nữa hả? Dạ. Có giúp giùm nữa đi. À, dấu chủ lực mà giờ là chú không đi làm được luôn đó hả? Đúng rồi, chú yếu lúc chú rồi mà chính rồi chứ. Công việc ai có uống con có đi học này là chủ yếu là chú hết á. Yeah. Còn cô là ở nhà chủ yếu là tam trá thôi, tam yeah. tam công thôi. Yeah. Mà chú chị Dũng Đa là có cái là cô quả cực à. Yeah. Cực giờ cực ghê lắm mà chú chị với Dũng Đa rồi được không chú chị. Yeah. Cũng giờ có cây này nọ shopper cái thứ là cũng cố gắng tận tình giúp đỡ giùm cho cháu hết. Dạ. À, giờ sớm có đi hạng rồi với lại lo cho thằng cô được cào mới được. Dạ. Có còn cháu thì bệnh tình thì cháu cũng không biết bao giờ cho thấy được. Dạ. Cho nên thành là cháu cũng nhờ cộng đồng dạ. giúp đỡ. Dạ. Đó là cháu cũng ơn. Dạ. Dạ và cô ơi thì hôm nay con cũng biết đến hoàn cảnh của cô ha, cô chia sẻ của một khán giả của kênh Cuộc Sống Miền Trung con đó. Thì ban đầu tới thì con cũng trích cái tiền quỹ của kênh của con. Thì có anh chị vỗ tay nhỏ Mỹ. Ừ. Dạ, con cũng trích gửi cho cô 1 triệu nè ha. Thôi cô cũng ơn dạ. em chị. Với lại một cái chai thuốc này là thuốc uống để mà cảm sốt rồi sổ mũi đau đầu nhiều nhức mỏi uống cách nhau là 6 tiếng đồng hồ. Khi mà mình mở ra mình bấm vào đây cô ha, một ngày uống 2 viên thôi nghe à. Một ngày uống 2 viên thôi, bấm vào đây rồi mở ra đây à. Đó. Đó. À. Đục cái lỗ này, cái này cũng còn mới nhức mỏi. Dạ cô thôi nghe tối không làm thôi đa đủ thứ đa mà xóa nhà thì đủ thứ công thứ chuyện thôi. Dạ. Và đây là của anh Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Duyên Hải. Đây con trích ra của quỹ của ảnh, con gửi cô 2 triệu nữa. Thôi cô cũng cảm ơn nhiều, với cô cũng không biết nói ra nữa hết trơn. Dạ. Giúp đỡ gia đình cô đi, cô cũng cảm ơn. Dạ. Em cố gắng học nha. Biết đâu anh chia sẻ lên rồi có cô bác anh chị giúp cho em tiếp tục đi học nữa. Thì cái hoàn cảnh đây cũng cô không biết rằng cho đi học được nữa thì nhờ giúp đỡ dùm cho cô thì mới đi học, chứ không thôi chứ cũng nghĩ chứ còn không biết rằng đi học nữa trừ lo cho được người đa người bệnh thôi chứ trời cô mình cô thôi lo không nổi. Tội nghiệp quý vị. Em thì nằm một chỗ 12 năm. Anh nghĩ rằng cái vấn đề mà chăm sóc là cũng rất là vất vả này, sáng nấu ăn rồi vệ sinh này đủ thứ hết. Đó, còn ăn là ăn bột chứ không có ăn cơm ăn chối chứ được thấy ăn bột. Dạ. Mua bột lon sáp. Ngũ cốc rồi em uống được không chú? Đó, ăn không được, không uống được hả? Không được bột. Không có một bột. À. Có sữa thôi, bột duy nhất thôi chứ còn ngũ cốc cũng không được hả? Không được. Dạ. Chố cũng không được. Cháu cũng không được luôn. Chố xa ăn là bóng hung là đi không được nữa luôn. À cứ bột 6 tháng tuổi nếu nó cứ mua miết rồi đó. Chứ cái bột ngũ cốc của mình thì sợ nó bị giống như có hạt kia đó là sẽ giống như mắc nghẹn cổ. Được rồi chứ. Cô nó chố rồi cổ xa mà cũng nuốt cũng không được luôn, tại vì chố kiểu như quấy lại ra mà cũng nuốt cũng không được mà. Cháu đó tự mát rồi chố xa đường gòn thôi chứ không phải là để đưa cho ăn mà ăn cũng không được. Trừ chỉ có một cái bột nữa đó là từ hồi nhỏ trừ. Đi mua bột mà với lại mua bô bi á là mà chủ quán đó chị xuống siêu thị kiếm thử có cái loại mà dạt lại chống đỡ bớt cho con chị mua miết thì cái trừ biết làm sao trừ phải lo miết rồi đang mặc bao bi luôn đó, mặc bao bi một cái chăn của ảnh nó rút nó ti rồi thấy xíu như cái tâm thì cái 22 năm nếu mà bình thường thanh niên là học xong đại học rồi đây. Xong đại học rồi đó. Dạ. Hay khổ thiệt kìa. Nhưng chú là mấy năm nay là mất khả năng lao động ở đâu là không được. Không được. Dạ. Mà đi viện miết chứ. Đi viện miết. Đấy. Ngày đi viện đau biết mà. Dạ. Đâu có ai được, đâu có lộn được. À thì có là bây giờ là được bố đã được chứ có thời buổi bây giờ chắc lẽ là cũng khó mà các phục nổi bệnh tình lắm. Bây giờ có hạn rồi đà nó quá khó quá. Chú đau cổ hả? Còn là bị lửa hết trơn cái toàn. Bị lửa hết trơn mà chắc do nóng quá đúng không? Nóng quá, lửa trong cái cũ hết luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Tội. Yeah. Giờ gánh nặng là trên vai của cô nó cũng rất là nặng ha. Cô là cũng đa thằng cánh tụa từ đến đây xuống đến đây. Với lại bệnh huyết ốp nữa, cô uống thuốc cũng mười mấy năm đây rồi, là uống thuốc huyết ốp biết. Còn thằng cánh tụa là đa từ trên cái bỏ ve này xương cần cổ sống này xuống này này đi ra mà chị cũng phải rón mấy cái chợ cô không biết làm ra nữa hết trơn. Bởi chợ nhỏ cái hoàn cảnh khó khăn đi cô. Cô đi đi tối về thôi nghe, đủ thứ hết. Dạ, yeah. Ở đây cô với chú làm ruộng làm nông đó. Cô làm nông. Ừ. Yeah. Cô ơi, cô cho con xin cái số điện thoại của cô đi ha. Bởi vì quý vị do là cái hoàn cảnh của gia đình cô thì cũng ở rất là xa Hải quý vị, từ Đà Nẵng lên đây thì khoảng 120 cây số đó quý vị. Hải thì cũng ít đi hướng này lắm. Nên là có gì cô bác anh chị ai giúp đỡ cho cô thì có thể liên hệ với lại cô ha. Cô là số điện thoại là 036 036 9122 9122 382 382. Dạ. Cô là tên 36 036 9122 382 382. Cô là Bùi Thị Sang. Cô Bùi Thị Sang ha. Cô bác anh chị có tấm lòng giúp cho gia đình của cô thì có thể liên hệ với lại cô. Còn con thì thật sự nó xa quá. Là đi lên đây thì hai anh em con cũng nghe hoàn cảnh cô là chú thì đau, em thì nằm một chỗ, còn đặc biệt là có Quốc học rất là giỏi đó, nên là con cũng muốn là lên đây chia sẻ rồi cho em được tiếp tục đi học, bởi vì thấy học giỏi mà em nghỉ giữa chừng thì cũng rất là tiếc. Dạ, thì hy vọng rằng gia đình mình có duyên ha, để được cô bác anh chị chia sẻ giúp đỡ, bởi vì kênh con thì cũng trên toàn thế giới, nói chung là cũng cô bác Việt kiều ở Mỹ thì cũng hay xem, biết đâu thì có thể giúp cho gia đình mình được cái một cái khoản tiền ở đó để lo cho cô, cho gia đình ha, cho đỡ vất vả trong cái thời gian này ha. Con ban đầu thì tới còn trích cái quỹ này là cái của kênh con đó, của cô chú anh chị giấu tên ở Mỹ, là của anh Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Duyên Hải, anh cũng đồng hành với lại kênh của con để giúp các cái mảnh đời bất hạnh ở miền Trung đó. Dạ. Thì ban đầu thì Lan Diệu bọn con chỉ chia sẻ giúp được cô dần đó ha, để giúp cho chú còn đi bệnh viện này, cho em mua bỉm mua tả này, còn em thì chuẩn bị đi học. Nói chung là nếu mà về cái khó khăn của gia đình cô thì có ba cái khó khăn lớn nhất hiện tại của quý vị. Thứ nhất là chú là bị ung thư giai đoạn, chắc giờ đâu giai đoạn cuối rồi chú hả? Em thì bị bại não nằm một chỗ, em nằm một chỗ rồi đó quý vị, chân tay thì co quắp hết 22 năm rồi. Còn Quốc thì học rất là giỏi, con đường thì nói chung nếu học tập như vậy thì hãy thấy tương lai nó cũng, nếu mà tiếp tục được đi học thì tương lai chắc cũng tốt lắm, nhưng mà không biết rằng là có duyên hay không. Bởi vì hãy chia sẻ thì hãy cũng mong rằng là cô bác anh chị chia sẻ cái video giúp dùm Hải, do là trong cái thời gian qua dịch Covid Hải cũng ít đi chia sẻ nên là cái kênh nó cũng mất đi sức quý vị, khi mà đăng lên thì nó không có thông báo đến cái người mà đăng ký kênh đó, nên là Hải cũng mong rằng quý vị chia sẻ cái video trên Facebook hoặc là một cái không gian môi trường mạng đó, để cho cái video nó được đề xuất, mọi người có thể là nhìn thấy được cái video quý vị. Đôi lúc mình đăng lên mà cô bác anh chị không thấy được thì cũng không thể nào giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa thì ở miền Trung Hải thì nói chuyện cũng hơi khó nghe một chút, cũng mong rằng cô bác anh chị thông cảm ha, mình cũng cố gắng mình nghe một chút để cho rồi có thể biết đâu là giúp được cho hoàn cảnh gia đình. Nếu quý vị không có thể giúp được cho gia đình về vật chất thì có thể là chia sẻ một cái chia sẻ nào đó trên Facebook hoặc là một cái Zalo gì đó quý vị, để cho gia đình được nhiều cái duyên hơn, cái duyên lành đến với gia đình, để mong là vậy, hãy mong là vậy. Dạ. Rồi, chắc con cũng tới đây thăm gia đình cô một chút nha. Chúc cho mình khỏe. Chúc cho hai con đi về bình an. Cô cũng cảm ơn cộng đồng mạng và các con rồi nhiều. Dạ. Cái thôi cô cũng không biết nói gì hơn hết. Dạ. Trước mắt là cảm ơn do có con rồi mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Cô cũng đỡ thôi chứ không biết cái gì hết. Lần đầu tiên ra. Dạ. Rồi còn chú thôi, chú đau cái họng cái cổ đó thôi chú, không đừng nói nữa cũng được, bởi vì nói ra nó bị đau nặng hơn chú ha. Còn Quốc thì cố gắng học mà em he. cố gắng học, rồi có gì anh chia sẻ, biết đâu có duyên thì cô bác nào đó giúp cho em. Bởi vì trên kênh của anh thì cũng có rất là nhiều trường hợp các em mà có hoàn cảnh khó khăn thì cũng được những cô bác sẽ đồng hành suốt cái thời gian học tập đến đại học, thì rất là nhiều hoàn cảnh như vậy. Anh cũng hy vọng rằng em được cái duyên lành đó. Dạ. Rồi cũng xin chân thành là cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi hết video ha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn quý vị trong video sau. Cũng mong rằng là qua cái chia sẻ thì cũng được cô bác anh chị giúp cho gia đình một chút nào đó để vượt qua cái khó khăn này. Dạ, xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.